Not yet. Ready? Read a book. That's a goblin. Oh, làm sao hút cho mẹ. Nói khoảng. Wow, đây là hình nào vậy? Why you skipped a page? Mấy thùng cũ. You skipped a page. Con nhớ lúc mẹ đòi con chơi tennis hồi nhỏ và lúc mẹ bắt con ăn cà rốt cho thấy rõ. Con nhớ lúc mẹ nghe con hát mỗi ngày và lúc mẹ dọn mấy đồ phân bày. Con nhớ lúc mẹ phụ con làm bài và lúc mẹ làm việc mệt mỏi. Con nhớ lúc mẹ là con lúc con đổ sữa và lúc mẹ với con sơn phá cửa. Con nhớ lúc mẹ mua con đồ ăn lúc nào con đói và lúc mẹ đón con. Và lúc nào mẹ dọn mấy đồ ăn con ói. Con nhớ lúc mẹ bắt con ấp mặt vô tường và lúc mẹ đi bộ với con đến trường. Một ngày lúc con lớn lên, con không có muốn quên những cái kỷ niệm mình có với nhau, tại vì mẹ là một người con thương rất lâu. Hay quá, hay quá.